Okay, now learn the new word first. Unit 8. Liar, liar. Ride a motorbike. Listen to music. Walk to. Close. Far. Really. Go for a picnic. Go for a picnic. Mình đây thay dương tọa đa lý. Mình đây dương hộp à. Giờ hà tọa hộp. Nằm nắng hào. Go for a picnic. Sắp xa. Mình đến tìm bầm bầm hơi. Hay nâng cho đòi mình đến tìm bầm bầy. Hãy bàn sắp xa tiện. Thamay mình đến tìm bầm bầy hay lúc. Dương chập rám cho mình đến tìm bầm bầy tạm đoàn. Going to school. Tâu xa là riêng. Mình đang tâu xa là riêng. Nếu không mình đến ý cư miên cô ổng nó trong ổng ổn. Trong ổng ổn. Nhưng hào thà talking about how you and your friend get to school. Chứ nếu không mình đến ý cư miên cô ổng nằm chè. Được việc. Nhưng giấy ổng phí. Rồi biếp đài. Ổng ổn hay là mật phẹo bảo ổn tâu xa lá. Đời xa ấy. Đời rồi biếp mạch. Chúng ta phải làm riêng mới riêng thêm đó. Going to school. Nâng tâu sẽ là riêng. Ok, ta dừng chấp phải làm riêng mới riêng nhé. Going to school. Do you know what he does? Ta nhận đăng tế quạt thừa vậy. Do you know what he does? Ta nhận đăng tế quạt thừa vậy. Look at the picture. Cô lệ mơ rụp hiệp. Can you remember who the people are? Ta nhận trong trăm tế mơ rụp liên cư chân là nào. Why is so Paul talking to Linda? Hay là why so Paul là dây tàu Linda? Ok, ta bốn mơ rụp hiệp mơ nè, mơ nà sợ Paul, mơ nà Linda, tích mơ rụp hiệp ảnh đăng á. Ta, chứ mơ nè. Read the sentences and prayog. What does so Paul say? Ta sợ Paul lắng nì dây ấy. Is it so Paul, Dara or Linda? Talk to your partner. Nì dây tỏ cánh, đại cú rồi bỏ nè. Chân bốn chăm sạp thêm mơ, chỉ thò mà đá nó bê bốn sạp. Ôn ai mơ nó tùm phố kháng chồng. Đó, mơ nó tùm phố kháng chồng từng ổn kia. Hãy chăm sạp. Thế 3.8.1. Đó, ôn sạp từng ổn kia. Transcript 3.8.1. I am a good student, but Dara is naughty and lazy. I'm cool, but Dara is not. I always have two pens, but Dara never has a pen. He always borrows my pen. He's naughty. I listen to the teacher, but he doesn't listen. He talks to his friends. I get up early, but he gets up late. And he's dirty. He never showers and he never brushes his teeth. I always shower and brush my teeth. I don't play games and I don't listen to music. I always do my homework and study. But you know what he does? He watches TV, he plays games, he sleeps all the time, he goes to football, he listens to K-pop music, he goes on Facebook. He goes on Facebook? I go on Facebook. We can be Facebook friends. Bất sân phôn sạp ẩn bán phôn ai sạp xa chết mấy. Chẳng phôn mơ tùm phô phì rô tùm phô phì rô đọc bầy nắm. Phôn cơ anh thế. Tân cụ bọc rai phôn sạp. Transcript 3.8.1. I'm cool. So phôn lì dậy. I am a good student. Nhưng cư dự sắc đó là o mà nè. But Dara is naughty and lazy.
Còn bản tay đà ra nó cứ naughty. Naughty nó mới là khờ khôi ở ước, nó là naughty. And lazy, hay nâng chân. I'm cool. But Dara is not. Còn bản tay đà ra nó cứ mình thế. I always have two pens. Khi mà mình bệnh bị đà, but Dara never has a pen. Còn bản tay đà ra mình đang mình bệnh mùi thế. He always borrows my pen. Quạt tay tay xong chạy bệnh rồi bọc nhóm. He's naughty. Quạt nó rồi bước nà, quạt nó khôi nà. I listen to the teacher. Khi ông sạp tổ cử. But he doesn't listen. Có bản tay quạt mình sạp thế. He talk to his friend. Quạt bà này dây tổ căn mật bọc quạt. I get up early. Khi ông crop it day people lần. But he get up late. Có bản tay quạt crop it day you. And he's dirty. Hai quạt nó có kịch nha. Dirty nó có khó của kịch nha. He never saw. Cho nó quạt mà đai nguồn tất cả chút tê. And he never brush his teeth. Hai quạt mà đai đọc mình mà còn đai. I always saw. Khi ông tay tay nguồn tất cả chút. And brush my teeth. Hai lần đọc mình rồi bọc nhỏ. I don't play game, khi mình lên game thì. And I don't listen to music, khi mình sắp lần trái đại. I always do my homework, khi nhóm thua homework rồi bọc nhóm. And study, khi nhóm sắc xa đến sau. But you know what he does. Có vấn tế ta nạc đăng tế quật phụ ấy. He watches TV, quật mơ tù rồi tuốc. He play games, quật lên game. He sleeps all the time, quật đế cực bê vô liền. He go to football, quạt tàu bà tốt, mình là quạt tàu lên bà tốt. He listen to K-pop music, quạt tàu cái lấy đơn trai K-pop, đơn trai, cái hào là đơn trai rồi bài tùm lớp á. Điện đăng á, ổn đăng vì ta K-TV nó, này đi, K-music, K-pop music. He go on Facebook, mình là quạt lên Facebook. Linda như vậy. He go on Facebook. Quạt lên Facebook. I go on Facebook. Chúng lên Facebook. We can be Facebook friend. Dương ai khai chỉ mật tam Facebook bạn. Ok. Bộ ôn sạp cả bỏ prai lục rùa bán. Bộ ôn ai mơ sạp xa chỉ thầm mây. Chân bộ ôn mơ càng nè. One. He is a good student. Ta support rồi có Dara rồi còn Linda dùng tam cả bỏ prai ở tập bọn nít bồn ảnh đặt sân nhà ở sọ e rồi ở sọ đi rồi ở sọ ẩn tôi tam bởi dụng tình ổ nâng ta mùi ná chứ xong đây rồi bỏ support mùi ná chứ xong đây bỏ Linda hay mùi ná chứ xong đây bỏ Dara dùng tôi tam thép ở tập bọn bồn mơ nó tùm bò bì rồi đọc bài nắm. He is a good student. He always has two pens. He borrow pens. He listen to teachers. He always saw. So what? Một tập cả chút nhé. He sleep all the time. Quạt đấy cực bề về liền. He watches TV. Quạt mơ tu rồi tu. He go to football. Quạt tờ lên bà tuột. He listen to music. Quạt snap đơn trầy. He go on Facebook. Quạt tờ Facebook. Lên Facebook. She go on Facebook. Nên lên Facebook. Chẳng biết ta go on Facebook, nâng định lên Facebook chẳng hay dừng bài chăm ta play Facebook ấy. Cái bà biết ta go on Facebook. Chẳng ôn ai mơ đọc sai chứ thử mấy bật sân phố nào cho bà. Nhi write 1 to 11 in your notebook. Listen and check. Write S for support, D for Dara and L for Linda. Chẳng ôn ai sẽ xây một lần hai ấy. Chứng như mơ khẳng đấy. Read and listen to the sentences. And hãy nâng đọc bởi dụng thằng ổn. What happened to the word brush in each one? Ta quay cắt láng chung bố biết brush. Nó không bởi dụng đi môi nặng. I brush my teeth. Nhóm đọc thơm mấy nhật bọc nhóm. He brushes his teeth. Quát đọc thơm mấy bọc quát. Chân thầm ý ai hình ấy. He doesn't brush his teeth. Quạt mình đọc thông minh bọc quạt thế. Does he brush his teeth? Ta quạt đọc thông minh bọc quạt rứ.
Do you brush your teeth? Chẳng kì xua ra tao mình ca khóc lại cái điều vấy rồi việc biểu brush nâng. Đời xa ai vì dù để dân bà brush ở miền thêm S rồi gửi E-T. Còn mình ta bà hi xì ít với dân thêm E-S. Mùi tiết bà sân chia xùm lua đô đa. Xùm lua đa. Chẳng brush nó kì ở thêm thì của cái thêm từ lực đô đi rồi hai. Bà bà sát thì chẳng ra bà sân đa sân. À brush nó kì ở thêm này của cái thêm từ lực đa sân rồi hai. Nó không bị riêng nâng bộ nâng bàn sắc xa vì có bình tốt bị chọc mê riêng nâng. Rồi cứ luôn nâng riêng chọc vì có tam mê riêng nâng mối ôi bộ ôn. Tọc bộ ôn sạp tầng ọc nế. 3.8.2 Take script 3 8.2 I brush my teeth. I brush my teeth. He brushes his teeth. He brushes his teeth. He doesn't brush his teeth. He doesn't brush his teeth. Does he brush his teeth? Does he brush his teeth? Do you brush your teeth? Do you brush your teeth? Okay, tap on stop band day, but since stop at band, on I stop silent wing. There are three ways to say an NS in English. Listen. Mean the beep by the bunny yay, no car, chong me chop time eh, no knocky sound clay. Toss up. And it could you time eh. Dịch thêm ế đá bên tay xùm lên Dịch thêm ế đi tay xùm lên sợ Giỡ hơn nên is Sleeps Talks Gets Pens Listens Goes Borrows Sows Watches Brushes Take script 3.8.3 Talks, gets, pens, pens, listens. Listens, goes, borrows, showers, is, Watches, brushes. Person born, snap at sub bang, born at snap salon wing. Look at the list. Relate mơ bình chi ta rằng nâng. What things do you do? Ta nét thua ấy. Write A to K. So say a saw A đào saw K nâng không notebook đồ bằng nè. And tick hay nâng đạc tick and cross hay nâng sinh nhà cross. Do not write the sentences. Công so say bởi dụ. Bồn dụ thế. So say a saw A đào saw K nâng không notebook. Hai nâng thích, hai nâng cross, công sở xê bởi dụ. Thì cái này homework cho anh đi. Anh đi, đi. Nhưng ấy. Ôn miên chạm bàn thế ta
rút hiệp tình ơn nữa xong đào cái lời kê sập thì kê anh ấy hạt đu hôn vợ cho anh đi anh ấy vợ cho anh đi study anh ấy go anh ấy watch breath listen talk ấy dùng watch sleep thì kê đi những cô này mơ rút hiệp mất đàn. Tell your friend about you. Prap mật bỏ nè ông pi nè. I do my homework. Khiêm thuơ homework rồi bọc nhau. I sometimes play games. Khiêm chun cá lấy game. Find one classmate. Rob mật rùm thân nạc muối. Who does? Nè đã thuơ vay vay tình ổn đi. And one dead dozen. Hai nằm muối tiết đài mình. Write the name. So say chmua. Do you? No, I don't. Yes, I do. Chẳng lại nếu chồng ở phố nước phơi ca chỉ cù xuống nè bằng tay được xa được cù thọt chỉ video những phố mình ai phơi ca chỉ cù xuống nè bằng tay tell a new friend. Dara brush his teeth. Dara brushes his teeth. Dara đọc thông minh bọc gọn. Đọc xong á đó, mình đọc thông minh bọn em. Chúng phụ mơ cái này đi. Liar, liar. Liar nó mình đi theo một lúc của họ. Một lúc dây của họ. Kế là liar. Look at the picture. Cô lấy một lúc hiếp. What does Dara do in the morning? Ta Dara thua ai nó phải bật. Một lúc hiếp lắm. Was your guess right? Is Dara a liar? Read, listen, and check. Ta ka tu ti bò nè ăn trầm trầu tê. Ta Dara chìm nụ của họ rứ. An, stop hay nằm bình nhật mờ. Ta ôn chăm stop thê tầng ọc liếc. Student. I'm a good student. I always get up early. Then I brush my teeth. After that, I study for an hour. I get dressed, say goodbye to my mother, and I walk to school. I don't ride my bicycle because I live close to school. I can walk there in 5 minutes, so it is not really far. I am always early. I always have my homework and I always have a pen. Yes. I am a very good student. I am not a naughty student. Khiêm mình mến chỉ sợ đời khăn khôi mình nhạc tì. Naughty nó khăn khôi rất có rụt bực. I am a good student. Khiêm cư chỉ sợ đời lo mình nhạc. I always get up early. Khiêm tay đã cao bị đếch bị bởi lần. Then I brush my teeth. Bần tỏ mốc khiêm đọc. Mấy nhiều bọc nhóm. After that, bần to phí nông mốc. I study. Nhóm sắc xa. Dạ phê mùi màu. For an hour. I get dressed. Nhóm sleep. Say goodbye. Nhiều lì hai. To my mother. Tâu nông mạ nó bọc nhóm. And I walk to school. Hai nhóm ra tâu xa là riêng. I don't ride my bicycle. Nhóm bần chi. Con nó bọc nhóm tê. Because I live close to school, people can know chit sala. I can walk there in 5 minutes. Kyum Ida Totino Yape Pramiti. So Richneh it's not really far. Richneh women chingai mentante. I am away early, Kyum Tain Tai Mok Pivalum. I always have Kyum Tain Tai. Mean homework about Kyum. Hiding Kyum, tying them with big mui. Yes, I am a very good student. Kyum could you serve the law on it? Jump person for own slap at bank on ice slap tape and salam when you recall group of planning. What did Dara say? Tada ran the yay away. Answer this question. Chlai some law in your notebook. Lock long notebook robot net. Just yes, he does. Prabhi, yes, he does. No, he doesn't. 1. Does he get up early? Ta quat krao pi de pi problem ru? Yes, he does.
Does he always brush his teeth? Ta quạt tai đã đọt mình bỏ quạt. Nó phê bực rưỡng. Does he say goodbye to his mother? Ta quạt đi dây goodbye tông rai bỏ quạt rưỡng. Does he walk to school? Ta quạt đã tàu xa la riêng rưỡng. 5. Does he ride his bicycles? Ta quạt chỉ còn bỏ quạt rưỡng. 6. Does he always have a pen? Ta quạt tai đã mình bệnh mùi rưỡng. Does he always have his homework? Ta quạt tai ta miền homework bọc quạt rứ. Is he a good student? Ta quạt cư chứ sơ đọa lọ mẹ rứ. Ok, bọn ai chả lại xung lưu bàn thế. Example 1. Does he get up early? Yeah, he does. Does he always brush his teeth in the morning? Yes or no? Does he say goodbye to his mother? Yes or no? Okay. Còn ai chạy, còn ai mất. Do you lie? Ta nè có họ rứ. Lie lie nó có họ. Rứ cái dân anh dây thá. Tell lie. Do you tell a lie? Các bạn đây. Tell your partner. Bạp đại cú rồi bọn nè. Do you lie? Ta nè có họ rứ. No, I don't. Do I lie? Do you lie? Do we lie? Do they lie? Does he lie? Does he lie? Does it lie? Yes, I do know I don't. I don't lie. You don't lie. We don't lie. They don't lie. He doesn't lie. She doesn't lie. It doesn't lie. Don't mean a tha. Tùm rung về anh biết. Cứ do not. Doesn't. Tùm rung về anh biết. Cứ does not. Are these true, cheat or lie? Are these truth or lie? Chẳng ta từng ở ní bất rư có của họ. Just do with chẳng bởi dân trong bởi cao xung lùa ấy. Rồi vô kê sắp chúng nói do. Rồi chỉ mùi I, you, we, they. Just do chỉ mùi he, she, it, that. Chẳng ở thế ở it. Dương tề chẳng nói với khó. Use da. Pra da chỉ mùi I, we, you, they. Ở thế khó hại. Dương pra da chỉ mùi he, she, it. Use eh. Bần to bị da. No eh. Bần to bị da. Mình miên eh tế nó bần to bị da. 7. Use don't. Chỉ mùi I, we, you, they. Anh đang trao với. Use don't. Chỉ mùi he, she, it. No. Use doesn't chỉ mùi I, we, you, they. Ở thế, no. Use doesn't with he, she, it. Yes, rồi lắm. Use as after doesn't. Pra as bần to bị doesn't. Anh đang ở thế. No as bần to bị doesn't. Chẳng ăn miền as thế bần to bị doesn't. Chẳng bật sân bồn ở chứ bác bồn ai chờ. Xa là nguyên mơ. What about your friends? Cho ông bì mật phẹo rồi bỏ nẹ dòng mạch đá. À, ôn mơ. So Paul want to ask Bopha question. So Paul xua. Trong xua Bopha nó xung lùi chỉ chán ông bì Linda. He doesn't know còn mà đang tha xua ấy thế. Right, so say đọc rồi dốt nó không notebook rồi bỏ nẹ. Does she like bird? Ta nên cho chất bạ xa bạ say rứ. Guess who? Work with a partner. Phở ca chỉ mối đại cư mà nè. Choose someone you both know. Chơi rơ nào nào mà nè. Nè tầng phi đằng. Ask question about the person. Xua xùm lúa ông phi mà nụ mà nè. Can they guess who? Ta bụ kê. Tì mớ, ta bố kê ai tì thế, nó nà. Is it a girl? Does she like school? Yes, yes. Lại nãy dân tao lên game bằng nãy xa lúc rù thọt chì video chẳng. Mặt bàn lên game ai tê. Và số mà chia sẻ, ông phố thì mọc nìa. Lazy boy. Không mấy chân, không mấy chân lắm. Lazy nó chân. Chân
Chứ bị lazy nó nghe này là kichel, lazy boy. Look at the picture, what's wrong? Ta khó ở đây, cậu ấy. Textbook 3.8.6. You are so lazy, Dara. You never do anything. I am not. You are too. I am not. How do you get to school? I walk. No, you don't. Yes, I do. I mean, well, not every day, but usually. Dara, I can't remember you walking. So what? I sometimes walk. Liar. Okay, I never walk. That's right. You don't walk. You ride your bike. You live very close to school. You should walk. And you never do your homework either. I do my homework. No, you don't. You play football. No, I don't. Okay. I sometimes play football, but I don't play football every day. Yes, you do. You do so always play football every day. I see you when I walk home from school. Okay, whatever. I play football. I play football every day. And homework? I don't do homework. I can't hear you. I don't do homework. And you watch too much TV. I do not. I never watch TV. Dara, you always watch TV. I don't have time for this, Bopa. Why? My cartoon is on now. Con ai mơ nơ tùm po khẳng chón bì rơi đọc bầy. Thẹp script prom mối thả bầy chạch prom bầy chạch prom mối. Nơ tùm po bì rơi đọc bầy con mơ tìm ọc lía. Được group bọc prai con sẽ đạp. Kênh thế, tùm po bì rơi đọc bầy. Ta. Do not. Do to. Mình thuớ. Thuớ phòng này. Bộ phá đi dậy. You're so lazy, Dara. Opa này dây thả, nè nó kichel nè, Dara. Chân Dara nó kichel. So so nè nè. You never do anything, nè mình đã thua quay vậy thế. Dara, dây, I'm not chân mình thế. Opa này dây, you are too, nè phong đài. Dara, dây, I am not chân mình thế. Opa xua. How do you get to school? Tại nè tôi sẽ lá đi xa anh. I walk. Đà ra sẽ lại thả. I walk. Nhưng đà. Bố pha sẽ lại thả. No, you don't. Nè mình thì. Yes, I do. Đà ra sẽ lại thả. Yes, I do. I mean, chấm chấm dây thả. Well, no. Every day. But usually. Chỉ riêng rồi. Mình chỉ riêng rồi thằng ngày tê. Có phần tái. Chỉ tu tập. Bố pha như vậy. Đà ra. I can't remember you walking. Khi mình ai chọn chăm đã cầm phong đà thì đà ra. So what? Để chứ nào vậy nữa? I sometimes walk. Nhưng chung ca đà. Bộ phà liar. Okay, I never walk. Khi mình đã đà thì bộ phà. That's right. Như trầm trầm hai. You don't walk. Nè mình đà thì. You ride your bike. Nè chỉ con rồi bỏ nè. You live every close to school. Nè rồi nào chất sơ là. You should walk nè cô ta ta. And you never do your homework either. Hai nè mình đai thuốc homework của nè. Hòn đài. Either nó hòn đài. Nhưng anh either có bán. Either có bán. Đã ra trở lại. I do my homework. Nhưng thuốc homework rồi bọc nhầm. Bộ phà. No, you don't. Tê nè mình tế. You play football. Nè lên bàn tuần. Đã ra trở lại. No, I don't. Okay, I sometimes play football. Khiom chun ka leng ba tuat. But I don't play football every day. Ko pantae khiom mon leng ba tuat chi rieng rot thngai te. Bo pha. Yes, you do. You do so always play football every day. Neak thveu taeng tae mna neak taeng tae leng ba tuat chi rieng rot thngai. Do lai nang mi nei tha banchak mi tha. You do so always play football every day. I see you khiom khoei nea when I walk home. No pe da khiom da to tiah pi sala rien. Da ra chlai da okay whatever ai ka doy. I mean ai ka doy du ko yang na ka doy nung. I play football khiom leing ban tuat. I play football every day. Khiom leing ban tuat chi rieng rot thngai. Bo pha.
និយាយ And homework? ហើយនឹង homework? That I was like, I don't do homework. ខ្ញុំមិនធ្វើ homework ទេ បុប្ផានិយាយ I can't hear you. ខ្ញុំមិនឮអ្នកទេ I don't do homework. ខ្ញុំមិនធ្វើ homework ទេ តារានិយាយបុប្ផានិយាយ And you watch too much TV. ហើយអ្នកមើលទូរទស្សន៍ច្រើន Too much TV.ដារ៉ា I do not I never watch TV ខ្ញុំមិនដែលមើលទូរទស្សន៍ទេដារ៉ា You always watch TV អ្នកតែងតែមើលទូរទស្សន៍ដារ៉ាឆ្លើយ I don't have time for this ខ្ញុំមិនមានពេលសម្រាប់ទាំងនេះទេបុប្ផា Why had away ដារ៉ាឆ្លើយ My cartoon is on now ចង់និយាយថាអាគំនូរជីវចលរបស់ខ្ញុំនេះគឺលេងចាំបងអាចមើលមើលតើអាពីរនាក់ហ្នឹងអាមួយហ្នឹងខ្ជិលជាងគេណារ៉ាអសុផលឬក៏តារ៉ាខ្ជិលចាំបើសិនអត់ច្បាស់បងអាចស្ដាប់ការបកប្រែរបស់លោកគ្រូនៅទំព័រខាងចុង213មិញហ្នឹង Does Dara do A or B តើតារ៉ាហ្នឹងធ្វើ A ឬក៏ B នេះសកម្មភាព A នេះអានសកម្មភាព B នេះចឹងមើលជីកកង់ធ្វើ homework មើលទូទស្សន៍អានេះដើរលេងនៅណានេះលេងបាល់ទាត់នេះគឺសិក្សាចឹងបងប្អូនអាចមើលឲ្យធ្វើសកម្មភាពហ្នឹង Write sentences about what Dara do and doesn't do in your notebook សរសេរប្រយោគជាច្រើនអំពីអ្វីដែលតារាធ្វើហើយនឹងមិនធ្វើនៅក្នុង notebook របស់បងប្អូន He ride to school ណាគាត់ជិះកង់ទៅរៀនណាជិះទៅសាលា He doesn't walk គាត់មិនដើរទេហើយចុះនេះបងមើលមើលតារាអីគេហើយ doesn't អីគេខាង A ឬខាង B បងអាចសេមក Write 5 sentences សរសេរប្រយោគ5អំពីអ្វីដែលអ្នកធ្វើហើយនឹងប្រយោគ5អំពីអ្វីដែលអ្នកមិនធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃWrite in your notebook. សរសេរក្នុង notebook របស់អ្នក. 1. I ride to school. ខ្ញុំជិះកង់ទៅសាលារៀន. I don't walk. ខ្ញុំមិនដើរទេ. ចឹងឡើយនឹងចង់ឲ្យបងប្អូនលេងហ្គេមដេសាលោកគ្រូថតជាវីដេអូចឹងមិនអាចឲ្យបងប្អូនលេងបានទេ. Give the paper to your teacher. ឲ្យក្រដាសទៅគ្រូរបស់អ្នក. ពួកគេផ្ដល់ឲ្យអ្នកនៅក្រដាសថ្មីមួយ. ពួកគាត់បាទអ្នកកន្លះថ្មីមួយ find the person on your new paper រកមនុស្សនៅលើកន្លះថ្មីនេះគឺគូរូបអញ្ចឹងមេរៀនយើងគឺចាប់ប៉ុណ្ណឹងនៅក្នុងមេរៀនហ្នឹងគឺក្នុងមេរៀនហ្នឹងទី8ហ្នឹងគឺបងប្អូនយល់អំពីការប្រើកិរិយាសព្ទដែលបញ្ចប់ដោយឬក៏នាមបញ្ចប់ដោយទម្រង់យើងថែម sនោះមានពាក្យ brush គេសាប់នោះគឺយើងថែម es បាទចឹងសូមអរគុណបងប្អូនចំពោះការតាមដានសិក្សាវីដេអូលោកគ្រូតាមពីដើមដល់ចប់ហើយវីដេអូនេះគឺជំនួយស្មារតីដល់បងប្អូនដែលបន្តពីបានបងប្អូនរៀននៅសាលាហើយបងប្អូនអត់ទាន់យល់បងប្អូនអាចមើលវីដេអូរបស់លោកគ្រូឡើងវិញដើម្បីបងប្អូនចំណេះដឹងរបស់បងប្អូនឲ្យកាន់តែខ្លាំងជាងមុនសូមអធិស្ឋានរកកម្មខុសកងក្នុងការថតវីដេអូរបស់លោកគ្រូព្រោះវីដេអូលោកគ្រូគឺថតទៅវានៅលក្ខណៈនៅមានកម្រិតនៅឡើយទេគ្រាន់តែជាជំនួយស្មារតីដល់បងប្អូនគឺលោកគ្រូអានបកប្រែពន្យល់ចាក់ recording ឲ្យបងប្អូនស្ដាប់តាំងពីដើមនៃមេរៀនរហូតដល់ចប់បាទជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបគ្នាមេរៀនទី9 Goodbye